Trở lại với series du lịch hè năm 2024, thì video ngày hôm nay, blog du lịch sẽ mang tới cho bạn về danh sách tổng hợp những địa điểm du lịch Đà Lạt dịp hè năm 2024. Thành phố ngàn hoa Đà Lạt thì không chỉ nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và khí hậu mát mẻ, mà còn là một địa danh đa dạng với các hoạt động giải trí và rất nhiều địa điểm du lịch tham quan hấp dẫn. Vì vậy, nếu các bạn đang tìm kiếm một điểm đến lãng mạn nhưng mà không kém phần thú vị để du lịch trong dịp hè năm 2024 này, blog du lịch tin chắc rằng Đà Lạt sẽ là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn đó nhé. Một, thung lũng tình yêu. Địa chỉ: số 5-7 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá vé tham khảo từ 110.000 đồng cho đến 320.000 đồng trên một người. Khu du lịch thung lũng tình yêu Đà Lạt sẽ là một điểm đến đáng chú ý trong chuyến hành trình của các bạn tại thành phố hoa Đà Lạt. Với một không gian rộng rãi và khung cảnh đa dạng thì đây chắc chắn là nơi hoàn hảo để các bạn cùng với gia đình, bạn bè hoặc là người thân tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp hè năm 2024. Sự phong phú của thung lũng tình yêu thì không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn ở sự đa dạng của rất nhiều các hoạt động giải trí. Cho dù bạn là người yêu thiên nhiên, người thích nhiếp ảnh hoặc bạn nhỏ đang tìm kiếm niềm vui thì các bạn đều có thể tìm thấy chúng ở một góc nào đó trong thung lũng tình yêu. Từ việc thả hồn với những bức ảnh đẹp tại vườn hoa cho đến việc khám phá những kỳ quan thế giới thu nhỏ, thậm chí là tham gia các hoạt động mạo hiểm trên cao, thung lũng tình yêu sẽ mang đến cho bạn rất nhiều trải nghiệm độc đáo và thú vị. Chắc chắn rằng một chuyến du lịch Đà Lạt trong dịp hè sẽ trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn khi các bạn ghé thăm khu du lịch thung lũng tình yêu này. Hãy lên kế hoạch ngay để cùng tận hưởng một không gian tươi đẹp và những trải nghiệm đầy thú vị mà địa điểm du lịch Đà Lạt nổi tiếng này mang lại cho các bạn nhé. 2. Núi Lang Biang. Địa chỉ: Lạc Dương, Lâm Đồng. Giá vé tham khảo từ 25.000 đồng cho đến 50.000 đồng trên một người. Lang Biang là một điểm đến độc đáo và thú vị tại Đà Lạt, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến du lịch hè 2024 của các bạn. Núi Lang Biang thì nằm tại một cao nguyên thơ mộng, không chỉ là biểu tượng của Đà Lạt mà còn là một bảo tàng thiên nhiên với rất nhiều hoạt động hấp dẫn. Nếu bạn là một người yêu mạo hiểm, có thể tham gia vào các hoạt động như là bay dù lượn, leo núi hoặc là đi xe jeep để khám phá những cảnh quan ngoạn mục từ độ cao ấn tượng của đỉnh núi Lang Biang. Ngoài ra, các bạn cũng có cơ hội tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa cồng chiêng, nơi bạn có thể tìm hiểu về văn hóa dân tộc địa phương. Hãy tự đắm chìm trong không gian yên tĩnh của vườn hoa trên đỉnh núi, nơi bạn có thể tận hưởng cảm giác bình yên và chụp những bức ảnh đẹp để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây nhé. Lang Biang thực sự là một điểm đến hoàn hảo cho mọi người, từ những người yêu thích thiên nhiên, người thích mạo hiểm, cho đến những người muốn tìm hiểu về văn hóa địa phương. Chuyến du lịch Đà Lạt của các bạn sẽ trở nên đặc biệt và đáng nhớ khi các bạn khám phá núi Lang Biang và tham gia vào những hoạt động thú vị tại đây nhé. 3. Thác Đa Tan La. Địa chỉ: Quốc lộ 20 đèo Brent, phường 3, thành phố Đà Lạt. Giá vé tham khảo từ 25.000 đồng cho đến 50.000 đồng trên một người. Thác Đa Tan La là một điểm đến hấp dẫn tại Đà Lạt, nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và cũng là một trung tâm hoạt động trò chơi cảm giác mạnh. Và nếu bạn yêu thích mạo hiểm và muốn tận hưởng những trải nghiệm đầy kích thích trong chuyến du lịch hè 2024 của mình, thì đây chắc chắn là địa điểm các bạn không nên bỏ lỡ. Tại Thác Đa Tan La, các bạn có thể tham gia vào các hoạt động phiêu lưu như là đi xe trượt lượn trên cáp treo hoặc trải nghiệm thú vị với dịch vụ canoeing. Canoeing sẽ cho phép các bạn tham gia vào những hoạt động như là leo núi, trượt qua thác nước và nhảy từ các vách đá cao. Và đây là cơ hội để thử thách sự dũng cảm của các bạn và tận hưởng cảm giác mạnh mẽ giữa một thiên nhiên hoang sơ. Ngoài ra thì Thác Đa Tan La cũng cung cấp một môi trường tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại nơi đây. Các bạn có thể thả mình vào không gian yên bình của rừng núi, ngắm nhìn thác nước rơi xuống từ độ cao và thưởng thức không gian thiên nhiên hoang sơ của Đà Lạt. Vì vậy, hãy thêm Thác Đa Tan La vào danh sách các địa điểm du lịch Đà Lạt trong chuyến hành trình đón hè năm 2024, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và thú vị nhất nhé. 4. Khu du lịch Fred Garden. Địa chỉ: số 90B Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Giá vé tham khảo từ 60.000 đồng cho đến 100.000 đồng.
Forest Garden Đà Lạt là một điểm đến tuyệt vời trong chuyến hành trình du lịch Đà Lạt của các bạn, đặc biệt là trong dịp hè 2024. Nơi đây không chỉ là vùng đất nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là một thiên đàng dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh. Khu vườn hoa rộng lớn tại Forest Garden Đà Lạt thì cung cấp cho bạn một không gian tuyệt vời để tự do sáng tạo và chụp lại những bức ảnh ấn tượng. Các điểm check-in như là cối xay gió, thác nước ảo diệu và cổng trời châu Âu sẽ là bức nền hoàn hảo để tạo ra những bức ảnh độc đáo và thú vị. Hơn nữa, việc cho thuê trang phục tại địa điểm này cho phép bạn biến hóa với rất nhiều trang phục độc đáo và tạo dấu ấn riêng trong bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của Đà Lạt. Và không chỉ có vậy, Garden Coffee tại Forest Garden Đà Lạt là nơi lý tưởng để thư giãn và ngắm toàn cảnh vùng đất tươi đẹp này. Đồng thời, các bạn có cơ hội thưởng thức những món đặc sản tại Đà Lạt tại nhà hàng Cơm Niêu bên ngoài cổng vào và được hưởng giá ưu đãi, giảm giá 10% vé vào khu du lịch Forest Garden Đà Lạt luôn nha. Với tất cả những trải nghiệm độc đáo và tiện ích này, thì Forest Garden Đà Lạt chắc chắn là một địa điểm du lịch đáng để các bạn ghé thăm trong chuyến du lịch hè năm 2024. Hãy chuẩn bị sẵn cho mình máy ảnh và tận hưởng một ngày đầy niềm vui và sáng tạo tại địa điểm du lịch Đà Lạt nổi tiếng này nha. Năm, vườn cổ tích Đà Lạt Fairy Tale Land, địa chỉ Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Giá vé tham khảo từ 30.000 đồng cho đến 70.000 đồng. Đà Lạt Fairy Tale Land thì nằm ngay cạnh Forest Garden, là một điểm đến độc đáo và thú vị cho chuyến du lịch hè 2024 tại Đà Lạt. Được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích kinh điển như là Công chúa ngủ trong rừng, Bạch Tuyết cùng với 7 chú lùn, nơi này mang đến cho bạn một trải nghiệm đầy màu sắc và lãng mạn. Nổi bật tại Đà Lạt Fairy Tale Land là các công trình kiến trúc và bối cảnh chụp hình mà được thiết kế theo phong cách cổ tích, tạo nên những bức ảnh đẹp và lôi cuốn. Và đây không chỉ là nơi để các bạn lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ mà còn là một khoảng thời gian thư giãn và thoát khỏi cuộc sống bận rộn. Khu vườn bao quanh về hoa và nắng tạo nên một không gian ấm áp và yên bình, hoàn hảo để tạm gác mọi lo âu và thư giãn tinh thần. Và nếu bạn là người yêu chuyện cổ tích hoặc đơn giản là muốn khám phá một địa điểm du lịch đẹp và độc đáo tại Đà Lạt, thì Đà Lạt Fairy Tale Land sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Hãy tận hưởng không gian đẹp và những bất ngờ mà nơi này mang lại trong chuyến du lịch hè năm 2024 các bạn nhé! Sáu, Hồ Tuyền Lâm, địa chỉ khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Hồ Tuyền Lâm với vẻ đẹp lãng mạn và bình yên của mình là một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Đà Lạt vào hè năm 2024. Được mệnh danh là Hồ Đại Ninh, Hồ Tuyền Lâm là một biểu tượng của sự thanh bình và sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Hồ Tuyền Lâm với sự thanh bình và vẻ đẹp tự nhiên của nó hứa hẹn tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Đà Lạt vào dịp hè năm 2024. Hãy dành thời gian để thư giãn và tận hưởng không gian lãng mạn và hòa mình với thiên nhiên tại nơi đây các bạn nhé! 7. Đường hầm Điêu Khắc, địa chỉ phường 4, thành phố Đà Lạt. Giá vé tham khảo từ 30.000 đồng cho đến 90.000 đồng. Đường hầm Điêu Khắc hay còn được gọi là đường hầm Đất Sét là một điểm đến độc đáo và thú vị tại Đà Lạt, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm độc đáo trong chuyến du lịch hè năm 2024 của các bạn. Với một kiến trúc đặc biệt và bối cảnh sáng tạo, thì đây là một địa điểm siêu hot không thể bỏ lỡ trong năm 2024. Đường hầm Điêu Khắc tái hiện kiến trúc độc đáo của Đà Lạt bằng cách thể hiện các biểu tượng nổi tiếng của thành phố như là chùa Linh Sơn, nhà thờ Con Gà, chợ Đà Lạt và rất nhiều di sản văn hóa khác qua hai chủ đề chính: lịch sử hình thành thành phố Đà Lạt và câu chuyện văn hóa nhân văn có tính giáo dục. Cho phép bạn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đa dạng của Đà Lạt thông qua các tác phẩm điêu khắc đất sét rất là tinh xảo tại đây. Và hãy tới đường hầm Điêu Khắc và khám phá không gian độc đáo này để tận hưởng một phần của văn hóa và lịch sử của Đà Lạt thông qua nghệ thuật điêu khắc đất sét ấn tượng các bạn nhé. Và đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong chuyến du lịch của bạn và gia đình trong dịp hè năm 2024 này đấy. 8. Quảng trường Lâm Viên, địa chỉ Trần Quốc Toản, phường 1, thành phố Đà Lạt. Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt là một điểm đến thú vị và đáng chú ý trong chuyến du lịch hè năm 2024.
Với kiến trúc độc đáo và vị trí đắc địa nhìn ra hồ Xuân Hương, quảng trường này luôn tạo nên sự thu hút đối với du khách, không kể thời gian các bạn đến. Buổi chiều và buổi tối, quảng trường Lâm Viên càng trở nên sôi động với sự tụ tập của đông đảo du khách và người dân địa phương. Các bạn có thể tận hưởng không gian thú vị này, ngồi xuống và thư giãn, tham gia các tiểu cảnh và công trình kiến trúc ở trên quảng trường, hoặc thưởng thức những món ăn ngon tại các quán ăn vặt và quán cà phê ở xung quanh. Và một điều đáng chú ý, quảng trường Lâm Viên cũng cung cấp dịch vụ chụp ảnh với thú cưng. Các bạn có thể tận dụng dịch vụ này để lưu giữ những bức ảnh đáng yêu với những người bạn đáng quý của mình. Chi phí sẽ tùy thuộc vào loại hình dịch vụ và số lượng ảnh mà các bạn muốn chụp. Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt sẽ là nơi tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và nó hoàn hảo cho việc thư giãn và tận hưởng không gian nghỉ ngơi. Hãy thêm quảng trường này vào danh sách địa điểm du lịch Đà Lạt của các bạn trong chuyến du lịch hè năm 2024 và thưởng thức vẻ đẹp và sự sôi động của thành phố hoa Đà Lạt các bạn nhé! Chùa Linh Phước, địa chỉ số 120 Tự Phước, phường 11, thành phố Đà Lạt. Chùa Linh Phước là một ngôi chùa độc đáo và thú vị tại Đà Lạt và nó thường được gọi là chùa ve chai vì việc sáng tạo và sử dụng các vật liệu tái chế trong kiến trúc của chùa, tạo ra một vẻ đẹp độc đáo và phong cách riêng biệt, khiến cho ngôi chùa này trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ trong chuyến du lịch hè 2024 tại Đà Lạt các bạn nhé. Và tại chùa Linh Phước, các bạn sẽ mải mê khám phá văn hóa Phật giáo và tìm hiểu về những giá trị tâm linh. Điều này là một trải nghiệm thú vị để tìm hiểu về văn hóa và tôn giáo của địa phương. Ngoài ra thì ngôi chùa này cũng là một bảo tàng nghệ thuật với rất nhiều tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ tuyệt đẹp. Và tất cả những tượng Phật và các tác phẩm nghệ thuật tại đây đều đánh dấu sự sáng tạo và tình yêu đối với nghệ thuật của người dân Đà Lạt. Nơi đây còn có một tượng Phật Thích Ca cao 49m là tượng Phật lớn nhất tại Việt Nam. Không chỉ về tâm linh và nghệ thuật, chùa Linh Phước còn là nơi tạo cơ hội cho các bạn chụp ảnh check-in đầy màu sắc với những bức tượng và kiến trúc độc đáo. Các bạn có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và chia sẻ chúng với bạn bè và người thân của mình trong chuyến du lịch hè năm 2024 tại thành phố xinh đẹp Đà Lạt các bạn nhé! 10. Nhà thờ Con Gà, địa chỉ số 15 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt. Nhà thờ Con Gà hay còn được gọi là nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt thực sự là một biểu tượng nổi tiếng của thành phố Đà Lạt. Nằm tại trung tâm thành phố, công trình tôn giáo này thì không chỉ là nơi thờ phụng mà còn là một điểm đến du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan, đặc biệt là trong dịp hè năm 2024. Cái tên Con Gà của nhà thờ là do trên đỉnh tháp chuông gắn tượng con gà trống lớn, một biểu tượng của sám hối theo kinh Tân Ước. Và đây chính là điểm nhấn khó quên cho nhà thờ, bởi với độ cao đó, con gà trên tháp chuông có thể được nhìn thấy từ rất nhiều nơi trong thành phố. Tượng được làm một hộp kim nhẹ, bên trong được tráng phủ một lớp hóa chất đặc biệt, đặt trên một trục quay và có thể quay theo hướng gió. Ngoài ra thì tượng con gà còn có tác dụng như một cột thu lôi, bảo vệ cho nhà thờ bền vững theo năm tháng. Và trong dịp hè năm 2024, nhà thờ Con Gà sẽ thường xuyên tổ chức các lễ kính chúa và hoạt động tôn giáo. Ngoài ra nơi đây còn là nơi du khách có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa tôn giáo của Đà Lạt. Nhà thờ Con Gà không chỉ là một địa điểm tôn giáo mà còn là một điểm đến du lịch độc đáo, thể hiện sự đa dạng về kiến trúc và văn hóa tại Đà Lạt. Hãy thêm nó vào danh sách chuyến du lịch hè năm 2024 để tận hưởng không gian trang nghiêm và đẹp mắt, cùng với cơ hội tham gia vào các hoạt động tôn giáo và tham quan tại nơi này nhé! Chợ đêm Đà Lạt, địa chỉ Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt là một địa điểm tham quan thú vị trong chuyến du lịch Đà Lạt hè năm 2024. Được vị trí thuận lợi tại trung tâm thành phố, chợ đêm Đà Lạt không chỉ là nơi để mua sắm các sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt mà còn là điểm đến thú vị cho việc tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động của thành phố sương mù này. Không chỉ là nơi để mua sắm đặc sản, quà lưu niệm, hoa tươi và thực phẩm đường phố ngon lành, chợ đêm còn thu hút du khách bởi không gian vui vẻ và đa dạng của các hoạt động giải trí. Các bạn có thể tham gia vào các trò chơi, ngắm nhìn các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đường phố hoặc đơn giản là thả mình vào không gian náo nhiệt và sôi động của chợ đêm Đà Lạt.
Một điều đặc biệt của chợ đêm Đà Lạt là nơi thích hợp để các bạn tận hưởng không gian đêm ấm áp của thành phố. Hãy thử những món ăn đường phố ngon lành, giao lưu với người dân địa phương và thưởng thức những hoạt động giải trí độc đáo trong không gian đêm thú vị của Đà Lạt. Và đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá nơi này trong chuyến du lịch hè 2024 tại Đà Lạt các bạn nhé! Như vậy thì Đà Lạt với vẻ đẹp thơ mộng của các cánh đồng hoa đua nhau khoe sắc, mặt hồ yên ả trong xanh và không khí trong lành sẽ là một điểm đến tuyệt vời cho chuyến du lịch hè năm 2024 của các bạn đấy nhá. Các bạn có thể tận hưởng không gian yên bình và lãng mạn bên người thân yêu, tham quan những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và thưởng thức ẩm thực độc đáo tại Đà Lạt. Dịp hè luôn là thời điểm quan trọng để tận hưởng cùng gia đình, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Và chúc các bạn sẽ có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ và vui vẻ tại thành phố Đà Lạt xinh đẹp này nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.